Ngày 11 tháng 10, Thánh Kenneth sinh năm 525, mất năm 599. Thánh Kenneth hay còn gọi là Canis hoặc Kenneth, sống vào thế kỷ thứ 6. Kenneth sinh vào năm 525 ở Kinnaird, Ireland và rất được nổi danh ở cả Ireland lẫn Scotland. Thân phụ của Kenneth là một nghệ sĩ, tức là một ca sĩ chơi nhạc ba láp chuyên nghiệp. Lúc còn trẻ, Kenneth tới xứ Wales để học làm linh mục. Thánh Cadwal là giáo sư dạy ngài. Sau khi thụ phong linh mục, Kenneth tới thăm Roma, rồi ngài trở lại Ireland và vào trường thánh Finian ở Clonna để học thêm. Thánh Kenneth làm bạn với ba vị thánh Ireland khác, đó là thánh Ciarán ở Comagnoise, thánh Comgan ở Bangor và thánh Mochi năm 544. Sau khi thuyết giảng khắp xứ Ireland, thánh Kenneth cùng với thánh Columba tới Scotland để truyền giáo cho vua Fruit. Khi ông hoàng này giận dữ nắm lấy thanh gươm để giết hai nhà truyền giáo, thì người ta nói rằng thánh Kenneth đã làm dấu thánh giá và một phép lạ đã xảy ra. Cánh tay của nhà vua lập tức bị tê liệt và hai vị thánh được cứu thoát. Thánh Kenneth và thánh Columba luôn là những người bạn chí thân với nhau. Lần kia, Columba đang vượt thuyền cùng với vài người bạn, trong khi Kenneth thì ở một nơi rất xa, tại tu viện của mình ở Iceland. Đột nhiên, Kenneth linh cảm thấy Columba đang gặp nạn ngoài biển. Ngài liền lập tức rời khỏi bàn ăn và chạy vào nhà thờ cầu nguyện cho người bạn rất mực quý mến của mình. Ngoài biển cả, Columba chứng nghe các bạn hữu đang hoảng sợ rằng: "Anh em đừng sợ, Thiên Chúa sẽ nhận lời cầu xin của Kenneth. Và giờ đây người đang vội chạy vào nguyện đường để cầu xin cho chúng ta." Và y như Columba nói, hết thảy mọi người đã được cứu thoát. Thánh Kenneth thiết lập tu viện ở Agahano và là viện phụ ở đây cùng với nhiều tu viện khác, cũng như đã hoán cải được nhiều người vô thần. Thánh nhân nổi danh vì lòng nhiệt thành rao giảng tin mừng. Hơn nữa, Thánh Kenneth còn nổi danh vì đã thực hành đường trọn lành theo giáo huấn của Chúa Giê-xu. Thánh Kenneth qua đời năm 599 tại Agahano, Laos, Ireland. Thánh Kenneth biết giải quyết những khó khăn một cách tuyệt hảo. Chào mừng quý vị đến với kênh truyền thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 11 tháng 10, Giáo hội Kính Thánh Tử Đạo Việt Nam là Thánh Phêrô Lê Tùy, người đã có một câu khẳng định khi bị bắt: "Phải, tôi là đạo trưởng đạo Thiên Chúa." Duy Thủy kính mời quý vị cùng lắng nghe tiểu sử của Thánh Phêrô Lê Tùy. Thánh Phêrô Lê Tùy sinh năm 1773 trong một gia đình trung nông tại Lạc Bằng Sở, thuộc xứ đạo Sở Hạ, nay thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội. Chú Tùy được nhập chủng viện Kẻ Vĩnh, tỉnh Nam Định, sau đó được phong linh mục. Cha Tùy hăng say làm phó sứ Đông Thành Chân Lộc, rồi chánh sứ Nam Đường, tỉnh Nghệ An. Năm 1833, vua Minh Mạng ban hành chiếu chỉ cấm đạo. Mùa thu năm 1833, khi đi sức dầu cho một bệnh nhân hấp hối, cha bị bắt. Giáo dân biết tin thì đến quan huyện xin nộp tiền chuộc mạng cha. Quan huyện bằng lòng tha, nhưng với điều kiện là cha phải nhận mình là thầy thuốc đi thăm người bệnh. Vì cương quyết từ chối lời khai gian dối, cha bị áp giải về giam trong ngục đường Nghệ An. Tại công đường, quan án hỏi: "Ông có phải là đạo trưởng không?" Cha Tùy trả lời: "Phải, tôi là đạo trưởng đạo Thiên Chúa." Quan nói tiếp: "Này ông đã già, ta thương hại, nhưng phép nước rất nhạt. Ông hãy làm giấy tự khai mình là thầy thuốc, như thế ta có thể cứu ông khỏi chết nhục hình. Ông không sợ chết sao?" Cha Tùy đáp: "Cảm ơn quan lớn đã muốn cứu tôi, nhưng lương tâm một đạo trưởng đạo Thiên Chúa không cho phép tôi làm theo ý quan." Quan lập án gửi về kinh, nhưng nghĩ rằng người 60 tuổi chỉ bị phạt tiền, không bị xử tử. Ai ngờ, vua Minh Mạng hạ bút châu phê bản án. Tên Lê Tùy đã xưng là đạo trưởng và truyền bá tà đạo cho dân, phải trảm quyết.
ngày 11 tháng 10 năm 1833, bản án xử trảm được thực hiện tại pháp trường chợ Quân Bang. Cha Tùy xin chút thời gian để quỳ xuống chiếu cầu nguyện và khuyên ông Thu: "Con hãy bền lòng vững chí, rồi con cũng được phần thưởng muôn đời." Thi hài cha được mai táng tại nhà nguyện Tràng Nứa, sau được rước về bằng sở. Linh mục Phêrô Lê Tùy được nâng lên hàng chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiểu sử của thánh Phêrô Lê Tùy, sinh năm 1773, mất năm 1833. The Sisters of Saint Felix of Cantalice, or Felician Sisters, are one branch of the Third Order of Saint Francis. The active contemplative order was founded in Warsaw, Poland in 1843 by Zosia Truszkowska, Sophie, and named for a shrine of Saint Felix, a 16th century Franciscan saint, especially devoted to children. The Felician Sisters have always sought to harmonize a deep spiritual and community life with dedication to diverse acts of mercy. In North America, the Felician Sisters have ministered primarily to Polish Americans since their arrival from Poland in 1874. Their foundress, Mother Mary Angela Truszkowska, was beatified by Pope John Paul II in 1993. God bless you. Toda España se está proyectando Luz de Soledad. La película narra la vida y la lucha de la monja y santa Soledad Torres Acosta por seguir su vocación a pesar de los duros prejuicios contra las mujeres en su época. Fundó la Congregación de las Siervas de María Ministras de los Enfermos, a pesar de la oposición por parte de los que la rodeaban, incluidos sus padres. ¿Y si yo quisiera ser monja? La actriz que da vida a Soledad, Laura Contreras, la describe como una mujer delicada, insegura y débil en momentos puntuales, pero también como una mujer con una increíble fortaleza y entusiasmo, y que gracias a esto consiguió ayudar con su propia congregación a enfermos y pobres. Soledad confió en que tenía que seguir porque ella creía en lo que hacía y era su sueño, era su objetivo en la vida y se enfrentó también a guerras, a jefes revolucionarios, a persecuciones religiosas y gracias a ella la congregación pervivió y perdura hasta nuestros días. El director de la película, Pablo Moreno, asegura que la historia de Soledad estaba escondida, igual que la de otras muchas mujeres de la época. Aún así, causó un gran impacto en el ámbito de la salud en España, como también en el aspecto religioso, porque ella luchó por cumplir sus sueños. Por otro lado, porque es una mujer y tenemos que reivindicar el papel de la mujer en la Iglesia. Hoy es muy importante. La Iglesia tiene rostro de mujer y tenemos que contarlo. Y tenemos que sacar a la luz todas esas historias de mujeres extraordinarias que a lo largo de la historia han hecho cosas fantásticas, no solo por la Iglesia, sino también a nivel social. Pablo tuvo la oportunidad de promocionar su película y dar a conocer la historia de Soledad en el corazón de la Iglesia Católica. Incluso pudo hablar con el Papa Francisco, a quien le regaló una copia. Ahora espera que la historia de Soledad alcance el corazón de todos sus espectadores. One of the greatest consolations of my life is my family, which I always praise to everyone. My folk are poor, simple, and humble, but good and God-fearing. Pope John XXIII will forever be remembered for calling the historic Second Vatican Council. But to his large family living in Sotto il Monte, in the north of Italy, he was always Angelo, the simple and humble priest and loving son of Giovanni and Mariana Roncalli. The Roncalli home was one of hard work and deep faith. They were poor farmers working a small piece of land in exchange for food and shelter. Daily Mass and a strong devotional life fostered an environment of love and selflessness, and a deep and true happiness that remained with Angelo for the rest of his life. My dear parents, when I left home, I read many books and learned many things that you were unable to teach me. But the few bits I learned from you are still the most precious and important.
From the tranquil and ordinary countryside of Sotto il Monte, the story of Angelo Roncalli moved to the local seminary, onto Rome, then to Bulgaria, Greece, and Turkey as bishop and apostolic delegate, to France as nuncio, to Venice as cardinal patriarch, and finally to the chair of St. Peter. I was so moved, so overcome, that I thought of my home in Sotto il Monte, to Mama and Papa. And when they dressed me in the white papal cassock, I remembered the moment when my mother dressed me in white for my first communion. A few days after his coronation, John welcomed the members of his family to the Vatican for a special audience. They were timid at first, feeling out of place and overwhelmed by the splendor of the Apostolic Palace. When they saw their Angelo, they were stunned and dropped their gifts of bread, ham, and wine to the floor. Pope John smiled at them warmly and said, "Don't be afraid, it's only me." Good Pope John, as he came to be known, never lost those endearing traits of the Roncalli family: humility, charity, innocence, joy, and faith. As Pope, he freely shared them with the world, offering an authentic message of fraternity and peace. Cari figlioli, dear children, what resounds here is the voice of the whole world. Let us continue to love each other. When you go back to your homes, hug your children for me. Tell them that it is an affectionate embrace from the Pope. I am Beltramino Roncalli, son of Joseph, who was the last brother of Pope John. And I am the last living nephew of Pope John. We declare and define Blessed John the 23rd and Blessed John Paul II to be saints, and we enroll them among the saints. Ac Sanctorum catalogo adscribimus. What did you feel in your heart on April 27th? Non saprei esprimerlo. I can't explain it. To see all the people in St. Peter's Square and all the bishops, and to think that the Universal Church declared a member of our family a saint.